Từ năm học 2020-2021, Bộ Giáo dục Đào tạo chính thức đưa hoạt động học tập trải nghiệm vào khung chương trình giáo khoa bắt buộc đối với học sinh các cấp. Sau thời gian thử nghiệm, Công viên Văn hóa Đầm Sen vừa đưa vào hoạt động chương trình học tập trải nghiệm môn sinh học, kỹ thuật nông nghiệp, được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công nhận là địa điểm học tập trải nghiệm cho các em học sinh trên địa bàn thành phố. Chương trình học tập trải nghiệm này được xây dựng dành cho học sinh các cấp, giúp các em có những trải nghiệm thú vị, chơi mà học, học mà chơi. Ngoài được tìm hiểu về hệ động thực vật phong phú tại Đầm Sen, các em còn tham quan vườn rau thủy canh, được áp dụng các phương pháp trồng trọt hiện đại, qua đó giúp học sinh có thể tiếp cận về kỹ thuật trồng cũng như nhận biết các loại rau quả. Điều đặc biệt, các em được tự tay chuẩn bị giá thể để trồng rau, pha dung dịch dinh dưỡng, cấy cải con vào giá thể và đưa lên giàn ươm một cách thích thú. Mình cảm thấy rất là vui khi nhà trường đã tạo điều kiện cho mình tham gia một chuyến học tập trải nghiệm tuyệt vời và bổ ích như vậy. Mình thấy bổ ích bởi vì mình đã có cơ hội trải nghiệm những điều thực tế chứ không chỉ là trong sách vỏ nhàm chán. Chúng tôi cùng nhau tạo ra một cái dự án học tập để dành cho tất cả học sinh có thể tham gia trải nghiệm tại cái buổi Đầm Sen này, từ đó thu thập kiến thức và về trường có thể xây dựng một cái vườn rau, một cái hệ thống rau và nó sẽ triển khai được cho tất cả các học sinh khác của toàn trường có thể biết thêm cái kiến thức này và từ đó mình nhân rộng mình lan tỏa được cái dự án này ra cho cộng đồng. Học sinh tham gia chương trình này thì tôi mong muốn là học sinh thứ nhất là có thể vận dụng được kiến thức của mình vào thực tế, rồi từ thứ hai là học sinh có thể nâng cao và rèn luyện những cái năng lực, những cái kỹ năng của mình và từ đó giúp các em có thể tự tin hơn và phát triển mạnh hơn trong cái tương lai. Chương trình giáo dục trải nghiệm tại Đầm Sen có nhiều chủ đề phù hợp nhu cầu trải nghiệm kiến thức thực tế của từng cấp học.